Top Gallery là cửa hàng ứng dụng trò chơi có thể thay thế cho cửa hàng ứng dụng Google Play. Nó có sẵn và dễ dàng sử dụng cài đặt trên mọi thiết bị Android. Đối với người dùng Huawei, họ chỉ cần yêu cầu các phiếu giảm giá và sử dụng chúng khi thanh toán. Đối với người dùng Android không có App Gallery, cần tải xuống App Gallery, link ở phần mô tả. Tạo tài khoản trong App Gallery, thay đổi khu vực thành ba lan, tải xuống MultiParty từ App Gallery, mở MultiParty và nhấp vào lưu tiến độ để đăng nhập bằng Facebook, truy cập vào trong chiến dịch và yêu cầu phiếu thưởng khi thanh toán trong trò chơi. Các phiếu giảm giá sẽ có sẵn. Có 4 loại phiếu giảm giá 50% khác nhau. Tất cả các phiếu giảm giá đều bằng Giroti, đơn vị tiền tệ của Ba Lan. Voiceback, trong chiến dịch cho bất kỳ giao dịch mua nào mà người dùng thực hiện, họ sẽ nhận được 5% điểm Huawei. Mỗi điểm Huawei trị giá bằng 1 euro. Vì vậy, nếu người dùng thanh toán 30 euro sẽ nhận được 4,5 euro. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc sự trợ giúp nào, bạn có thể tham gia kênh Discord của app. Chiến dịch có sẵn cho đến ngày 31 tháng 3. Người dùng cần phải có App Gallery ở Ba Lan. Cách để chuyển App Gallery sang Ba Lan là mở App Gallery, chọn tên Mi, tiếp theo là Setting, Country, chọn quốc gia là Ba Lan.
Thank you.
Bye.